Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì nếu bạn muốn xây dựng một nền tảng kiến thức tốt ngay từ sớm và có những trải nghiệm với một đất nước hòa bình, hiện đại và phát triển như Canada, bạn chắc chắn không muốn bỏ qua việc tìm hiểu về Pembina Trail School Division tọa lạc tại thành phố Winnipeg, tỉnh Manitoba, nơi có nhiều chính sách ưu đãi cho các học sinh du học, có chính sách định cư và chính sách hoàn trả 60% học phí nếu các bạn sinh viên ở lại làm việc tại Manitoba sau khi tốt nghiệp đại học. Và Pembina Trail là một phân hiệu trường công lập với niềm tự hào là đã điều hành một chương trình học tập dành cho học sinh quốc tế lâu đời nhất tại miền Trung của Canada và được thành lập từ năm 1995 với hệ thống gồm 33 trường từ cấp mẫu giáo, tiểu học đến trung học công cho đến năm 2013 thì trường đã thu hút hơn 13.000 học sinh bản xứ và quốc tế nhờ cái bề dày kinh nghiệm giảng dạy của mình. Và hiện nay thì du học sinh quốc tế bắt đầu quan tâm nhiều đến thành phố Winnipeg bởi điều kiện mức sống thì thấp nhưng mà điều kiện địa lý thì chỉ cách khoảng 2 tiếng rưỡi để bay từ Toronto hoặc là Vancouver. Và môi trường học tập, đây là một trong những thành phố yên bình và an toàn nhất ở Canada. Và trên hết thì là chính sách định cư hấp dẫn cũng như là chính sách giảm thuế đối với các bạn sinh viên tìm được việc làm ở trong bang Manitoba. Còn về các trường thuộc Pembina Trail School Division thì mạnh về mặt học thuật. Các bạn học sinh sẽ được chọn một trong 33 trường của Pembina Trail School Division để học. Thì ngoài các môn bắt buộc thì có nhiều các môn tự chọn trên các lĩnh vực như là nghệ thuật, kịch, công nghệ, khoa học máy tính, kinh doanh. Các bạn học sinh sẽ được rèn luyện thêm những kỹ năng hữu ích, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề qua các hoạt động ngoại khóa như là thể thao, khiêu vũ và các câu lạc bộ xã hội. Chương trình được thiết kế thì nhằm mang lại cho học sinh những trải nghiệm đáng nhớ về một cộng đồng thân thiện và đa văn hóa ở Canada. Song song đó thì việc đảm bảo sự thành công trên con đường học vấn sau khi tốt nghiệp bậc trung học thì luôn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Chất lượng đào tạo của hệ thống thì được chứng nhận bởi những thành tích cao và các học bổng mà những học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt được. Và khi học tại đây thì học phí, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại tất cả đều ở một mức rất là hợp lý. Có nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các bạn học sinh như là dịch vụ hỗ trợ định hướng học tập, hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, các chuyến tham quan, dã ngoại nhằm giúp cho các bạn học sinh hiểu nhiều hơn về văn hóa Canada. Và sau khi tốt nghiệp thì các bạn có thể nộp đơn vào các trường đại học hàng đầu như là Đại học Manitoba hay là Đại học Winnipeg. Pembina Trail School Division thì mang đến cơ hội học tập tuyệt vời với hơn 80% sinh viên tốt nghiệp tiến tới trung học và đại học. Học bổng đầu vào cho các học sinh tốt nghiệp Đại học Manitoba đó chính là cao nhất và xuất sắc trong chương trình cốt lõi làm giàu bằng công nghệ và nghệ thuật. Nhân viên ở trường thì chuyên nghiệp, thư viện trường thì chất lượng cũng như kỳ thi đại học thì được cân nhắc kỹ lưỡng và hướng dẫn kiến thức cũng như là những cái thông tin cần thiết, truyền thông và công nghệ thông tin để hỗ trợ đọc, viết và học tập. Thì tiếp tục bao gồm các chương trình và dịch vụ cho học sinh có nhu cầu đặc biệt. Bên cạnh đó thì còn có chương trình giáo dục thể chất hàng ngày được toàn quốc công nhận là rất là chất lượng. Và chương trình thể thao ngoại khóa thì cam kết rất xuất sắc. Để biết thêm thông tin về hệ thống trường Pembina Trail, quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo số điện thoại 0838484879 hay truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên trực tiếp công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Ngoài ra chúng tôi còn có 2 chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Chúng ta được gặp lại nhau trong chương trình Cẩm nang du học Canada cùng Tân Đại Dương. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi với chuyên viên tư vấn Đoàn Lụ để giải đáp các thắc mắc. Xin chào chị Lụ. Xin chào Như. Và câu hỏi đầu tiên là câu hỏi xoay quanh vấn đề đi lại và ăn uống của bạn Minh Minh. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Em chuẩn bị du học Canada. Canada là đất nước rộng lớn nên là việc đi lại cũng như là ăn uống khi du học sẽ như thế nào? Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn Minh Minh. Thì Tân Đại Dương xin trả lời bạn như sau. Thì đúng như là bạn đã nói, Canada là một đất nước rất là rộng lớn nên ngành giao thông vận tải cũng rất là phát triển. Bạn có thể di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng các phương tiện vận tải phổ biến như là máy bay, xe lửa, xe buýt. Không kể đến những cái chiếc xe hơi riêng mà bạn có được. Tất cả các phương tiện này đều rất là tiện nghi nhưng giá vé thì khá cao. Trong các thành phố lớn và trung bình của Canada, bạn chỉ nên đi di chuyển bằng xe buýt hay là xe điện ngầm. Đây là phương tiện di chuyển phổ biến, an toàn nhất và có thể nói là tiết kiệm nhất sau xe đạp. Vé một lượt thì khoảng cỡ 2.5 đô la Canada một lượt và nếu như các bạn sử dụng vé tháng thì nó sẽ khoảng cỡ là 650 đô la Canada một tháng. Không có giới hạn cái số lượt các bạn đi về.
Nếu bạn trả tiền cho một lượt đi thì có thể dùng cả tàu điện ngầm lẫn xe buýt trên cùng một tuyến đường. Sống cuộc đời sinh viên, học sinh ở Canada là đồng nghĩa với việc di chuyển bằng xe buýt và tàu điện ngầm. Còn về vấn đề ăn uống thì thức ăn Canada phản ánh rất là rõ cái nền văn hóa của Canada, rất là đa dạng. Món ăn thực sự Canada thì không nhiều, như là cá hồi nè, nước ngọt chiết xuất từ lá cây thích và trái blueberries là những thức ăn trong nhiều loại thực phẩm được xem là tiêu biểu của Canada. Bữa ăn truyền thống của người Canada thì bao gồm như là thịt nè, khoai tây nè, rau nè. Thông thường thì người Canada không dùng nhiều gia vị, mặc dù thị hiếu dùng món ăn của các đất nước khác đã có gia tăng trong những năm gần đây. Một trong những điều thú vị trong ăn uống ở Canada là chúng ta có thể chọn thưởng thức những món ăn ngon nhất trong kho tàng ăn uống mà các dân tộc sáp nhập cư mang tới. Bạn sẽ thấy những loại thức ăn nhanh được bày bán từ những cửa hàng như là hamburger châu Âu đến các món ăn châu Á, Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, v.v. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy những nhà hàng hợp với khẩu vị của bạn. Riêng về đồ ăn Việt Nam thì phần lớn được bày bán trong các khu phố tàu là Chinatown, có trong hầu hết ở các thành phố ở Canada. Thì tại đây bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ gạo, nước mắm, chả giò, gia vị, rồi là rau thơm, các loại cá nhập khẩu từ trong nước, kể cả các loại thức ăn nấu sẵn như là canh chua, cá lóc, cá kho tộ. Về nếu như các bạn ăn uống ở trong trường thì sinh hoạt của các bạn chủ yếu là ở trong trường học, thì ít nhất là từ 8 cho tới 9 giờ sáng đến 3 cho tới 5 giờ chiều, tùy các bạn cái thời gian học của mình như thế nào ha. Thì việc ăn uống của bạn sẽ do đó mà có thể liên quan mật thiết đến canteen của nhà trường. Nếu trường của bạn là trường trung học, tư hay là công thì cũng vậy, cao đẳng hay là đại học, bạn có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn tối tại canteen. Bạn có thể chuẩn bị một hộp cơm đem theo từ nhà và dùng tại trường, đỡ tốn và hợp khẩu vị với mình hơn. Ăn ngoài phố, không phải tất cả các trường đều có canteen, do đó bạn có thể ăn ở ngoài phố. Thì hy vọng là cái câu trả lời của Tân Đại Dương sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Và một vấn đề nữa mà các bạn học sinh rất là quan tâm, đó là việc làm cũng như là bảo hiểm y tế tại Canada. Thì chị Lũ có thể tư vấn cho bạn An Nhiên ở Đồng Nai về vấn đề này. Thì đây là một vấn đề rất là hot của các bạn du học sinh ngày nay. Thì du học sinh quốc tế theo học tại các chương trình trung học, cao đẳng, đại học, v.v. thì được phép làm việc 20 giờ một tuần trong khuôn viên nhà trường và được làm toàn thời gian trong mùa hè và không cần xin giấy phép. Ngoài ra bạn phải có cái giấy phép làm việc trong các trường hợp như sau: bạn đã hoàn tất các chương trình cao đẳng hoặc đại học và bạn muốn làm việc trong vòng 3 năm với công việc liên quan tiếng Anh mà bạn đã theo học. Bạn được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada, gọi tắt là CIDA, bảo trợ và làm việc một phần trong cơ quan này. Bạn được thuê làm việc theo chương trình thực tập, có thể cũng có nhiều cái chương trình khác cần những cái giấy phép làm việc. Sinh viên quốc tế được làm việc tại Canada trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp. Chính sách này được áp dụng trên toàn Canada. Trong hầu hết các trường hợp, giấy phép làm việc là nơi làm việc cụ thể, có nghĩa là học sinh phải tìm được việc làm trước khi có cái giấy phép đó. Còn về vấn đề bảo hiểm y tế, thì việc mua bảo hiểm bắt buộc cho tất cả các bạn. Các quy định về mua bảo hiểm cho học sinh quốc tế tại Canada tùy theo mỗi tỉnh. Tại một vài tỉnh, học sinh quốc tế được mua bảo hiểm theo kế hoạch chăm sóc y tế của tỉnh, trong khi ở những tỉnh khác, học sinh quốc tế phải mua bảo hiểm từ công ty tư nhân. Về chi phí y tế và bệnh viện thì rất cao, vì vậy bạn phải mua bảo hiểm ngay từ khi còn ở Việt Nam. Một số trường học cũng cung cấp bảo hiểm y tế bao gồm trong chi phí ghi danh nhập học. Bạn nên đọc kỹ các chính sách bảo hiểm để đảm bảo rằng bạn biết rõ bạn mua bảo hiểm loại nào và có thể giúp gì hoặc không thể giúp gì cho bạn. Bảo hiểm y tế cơ bản phải bao gồm chi phí bệnh viện, phẫu thuật, dịch vụ, nhân viên y tế, phòng cấp cứu, y sĩ, khám chữa bệnh, chuyên viên gây mê, phòng phẫu thuật, phòng hồi sức và nhân viên điều dưỡng. Bệnh viện và nhân viên điều dưỡng, các dịch vụ khác như là phòng thí nghiệm, ít quang, tiếp máu và cho đơn thuốc, v.v. Một số dịch vụ y tế không có bảo hiểm như là chữa răng, mua kính đeo, kính thuốc, rồi khám sức khỏe định kỳ và phải tự chi trả. Thì bạn sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế và luôn nhớ là mang theo bên mình. Việc sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế của người khác là bất hợp pháp. Nếu bạn bị mất thẻ thì bạn phải báo ngay tới văn phòng bảo hiểm y tế của địa phương để được giải quyết.
Và Tân Đại Dương hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi có thể giúp cho các bạn du học sinh cũng như là các bậc phụ huynh an tâm hơn về vấn đề du học Canada. Và mọi thắc mắc và đóng góp thì vui lòng gửi về địa chỉ là 148-1 Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là gọi về số 083-848-4879 để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!